bị đẩy đến ranh giới của sự biệt lập. Một người hướng nội bắt đầu học cách bước ra thực tại. Hành trình đấu tranh của anh không thiếu những biến số kỳ lạ và những khả năng chưa từng khai phá. Diễn viên giành giải thưởng của Thổ Nhĩ Kỳ Senda Okin Tulin Ozen đề cử giải thưởng lớn liên hoan phim Tallinn Black Night 2013. Một câu chuyện thú vị về hai tâm hồn kỳ quặc làm nên một mối quan hệ không ai ngờ tới. Bộ phim khiến ta thấy yêu đời, nhật báo Hurriyet. Đón xem Carnival trên Cinema World.